Mạnh Quỳnh xót xa khi hay tin Phi Nhung phải thở oxy liều cao. Trưa 27 tháng 8, thông tin ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19 vừa được chuyển viện sang bệnh viện chợ rẫy, thành phố Hồ Chí Minh khiến khán giả, đồng nghiệp lo lắng và cầu mong giọng ca sinh năm 1972 sớm vượt qua bệnh tật. Theo nguồn tin của một bác sĩ làm việc tại bệnh viện chợ rẫy, Phi Nhung hiện nằm điều trị ở khoa dê, hồi sức tích cực. Nữ ca sĩ đang thở oxy liều cao, uống thuốc chặn virus và chống đông máu cô vẫn tỉnh tình hình sức khỏe tiến triển tốt nhận được thông tin danh ca mạnh quỳnh người được xem là người tình sân khấu của phi nhung vô cùng xót xa anh chia sẻ lại bản tân cổ hơn anh giận em diễn cùng phi nhung từ nhiều năm trước kèm lời tâm sự lối trình diễn như thế này chỉ có ở phi nhung mạnh quỳnh không hay không chuyên nghiệp không điệu đà hoa mỹ nhưng rất thật bình dị và gần gũi mạnh quỳnh cho biết anh không giỏi mọi mặt như phi nhung nhưng anh thừa nhận mình rất giỏi khi đứng bên cạnh nữ ca sĩ trên sân khấu anh dùng từ cặp đôi hoàn hảo dành cho bản thân và phi nhung nam danh ca mông người tình sân khấu mạnh mẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn dù mai này hoàn cảnh cuộc sống thay đổi hay thời gian và tuổi đời không cho chúng ta được tung hứng với nhau để đem lại nụ cười và nguồn cảm hứng âm nhạc của khán giả từng yêu thương cặp đôi hoàn hảo như lúc mình còn xuân trẻ nữa thì chúng ta vẫn mãi là đôi bạn tri kỷ không có gì thay đổi được trong tận thâm tâm mình bạn luôn là một tinh hoa trong vườn hoa nghệ thuật muôn màu muôn sắc hãy mạnh mẽ cố gắng cùng mình và mọi người vượt qua những khó khăn cay nghiệt này nhé bạn ca sĩ mạnh quỳnh gửi lời động viên đến phi nhung không chỉ là cặp đôi được yêu thích trên sân khấu ngoài đời phi nhung và mạnh quỳnh còn là tri kỷ thân thiết suốt hai thập niên qua thậm chí vì quá ăn ý và thỉnh thoảng cũng thả thính nhau để làm vui lòng khán giả Mạnh Quỳnh và Phi Nhung còn bị đồn là vợ chồng. Mạnh Quỳnh cũng từng bị đồn là cha ruột của con gái Phi Nhung. Trong một đêm nhạc, Phi Nhung hỏi Mạnh Quỳnh, sao 20 năm rồi ông không cưới tôi đi? Mạnh Quỳnh cười đáp, để con của Nhung và con Quỳnh cưới nhau thì hợp lý hơn. Trước khi thể hiện phần song ca tiếp theo, Phi Nhung tiếp tục nhắc chuyện đòi cưới Mạnh Quỳnh. Năm ca sĩ hài hước nói, làm đám cưới giả nha. Phi Nhung nói, ai làm đám cưới giả chứ? chẳng lẽ khách đi rồi tôi và ông lấy tiền chia đôi mạnh quỳnh kết thúc câu chuyện bằng câu nói về nhà nuôi con đi cưng mạnh quỳnh từng hài hước nói vui người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhưng anh với phi nhung lại là lửa với rơm ướt nên ngoài đời không bao giờ bén cả nam danh ca tiết lộ anh và phi nhung ngọt ngào trên sân khấu vậy thôi nhưng ngoài đời cả hai lại có nhiều quan điểm trái ngược nhau vì vậy dù là bạn bè thân thiết nhưng cặp đôi vẫn thường xuyên cãi cọ còn phi nhung thì khẳng định mối quan hệ giữa cô và mạnh quỳnh là người yêu không bao giờ yêu người chồng không bao giờ cưới điều thú vị là sau này cũng chính phi nhung là bà mai cho mạnh quỳnh và vợ anh trở thành người bạn thân thiết với cả gia đình năm ca sĩ gốc đồng nai vì vậy cả hai vẫn kết hợp tình tứ với nhau trên sân khấu mà không ngại bị hiểu lầm bà xã của mạnh quỳnh tuy không hoạt động nghệ thuật song lại rất hiểu và là hậu phương vững chắc của anh trong khi đó Wendy, con gái ruột của Phi Nhung tại Mỹ đã sớm biết tin mẹ bị bệnh nhưng cô không chia sẻ với người thân vì sợ mọi người lo lắng. Wendy cầu mong mẹ mau sớm bình phục để cả hai được đoàn tụ. Ca sĩ Tri Diên Nguyễn, vợ cũ ca sĩ Băng Kiều, người dìu dắt Phi Nhung những ngày đầu đi hát cũng vô cùng hoang mang khi nhận được tin đàn em nhiễm Covid-19, bệnh chuyển nặng. Cô cho biết, Phi Nhung không về Mỹ sớm do thấy bà con tại quê nhà đang gặp khó khăn vì dịch bệnh nên cô muốn ở lại để làm việc thiện nguyện trước ba ngày phi nhung chuẩn bị bay về mỹ thì thử covid bị dương tính mới đầu chỉ cảm nhẹ xong dần trở nên nặng không thở được và phải dùng đến máy trợ thở em đã xong mình ở lại để giúp quê hương trong lúc khó khăn vậy mà giờ đây chính em lại là người đang gặp nguy hiểm nhung ơi em phải khỏe lại nhé chị em mình còn những dự tính thiện nguyện chưa làm xong xin mọi người hãy góp một lời cầu nguyện cho em tôi Chị tin là Phi Nhung của chị sẽ vượt qua sự thử thách lần này, cũng như em đã từng vượt qua bao nhiêu sóng gió trong đời của em, ca sĩ Tri Diên Ngoãn chia sẻ. Khi hay tin Phi Nhung đổ bệnh nặng, nằm ca sĩ Quang Hà cũng viết lời động viên, xin Phật hãy che chở cho chị Phi Nhung khỏe lại. Thương chị, cố lên chị nhé. Ca sĩ Đăng Nguyên chia sẻ, xin hãy cùng Đăng Nguyên cầu nguyện cho chị Phi Nhung sức khỏe sớm được bình phục. Ca sĩ Thanh Thảo động viên đàn chị thân thiết, chị Nhung cố lên sẽ mau khỏi bệnh và tiếp tục hát thật nhiều bài hay nữa nha rất nhiều khán giả khắp mọi nơi đang chờ chị khỏe mạnh trở lại đó cố lên